Lee Mi-suk dùng tiền lấp liếm chuyện ngoại tình và bê bối chấn động khiến cả K-pop khiếp sợ. Nhắc đến nữ diễn viên Lee Mi-suk, công chúng sẽ nghĩ ngay đến những bê bối chấn động cả K-pop của cô. Từ chuyện ngoại tình, thao túng quyền lực đến chuyện bị nghi là người đứng sau khiến nữ diễn viên Vườn Sao Băng qua đời. Lee Mi-suk đặt chân vào làng giải trí khi mới 18 tuổi nhờ giành chiến thắng trong cuộc thi vẻ đẹp Lotte năm 1978. Với lợi thế về vóc dáng, khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt biết nói cùng lối diễn xuất cá tính, người đẹp nhanh chóng bén duyên với điện ảnh và chứng tỏ mình hoàn toàn phù hợp với vai trò diễn viên dẫu không được đào tạo bài bản. Thuở mới vào nghề, Lee Mi-suk đã sớm khiến khán giả quen mặt nhớ tên qua nhiều vai diễn ấn tượng. Nữ diễn viên cũng là người đập tan định kiến người đẹp đóng phim, lần lượt khẳng định đẳng cấp diễn xuất trong những tác phẩm ăn khách hàng đầu. Vào giữa những năm 1980, Lee Mi-suk trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp phim ảnh đương thời Hàn Quốc. Năm 1987, khi đang ở vị trí hàng đầu làng giải trí, Lee Mi-suk bất ngờ kết hôn với bác sĩ thẩm mỹ Hong Sun-ho. Đám cưới của cặp đôi từng là sự kiện chấn động, lên trang nhất của nhiều tờ báo, trở thành đề tài bàn tán của vô số người hâm mộ. Có thể nói, Lee Mi-suk khi ấy trở thành giấc mơ của không ít cô gái, đẹp, nổi tiếng, quyền lực và cuộc sống gia đình như mơ. Cuộc hôn nhân của Lee Mi-suk với bác sĩ Hong Sun-ho khiến không ít khán giả ngưỡng mộ vì sự hào nhoáng và cuộc sống như mơ. Tuy nhiên, gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên bị đồn đoán đã sớm rạn nứt và vợ chồng cô chỉ sống với nhau vì nghĩa vụ với con cái. Thế rồi năm 2007, họ chính thức ly hôn sau 20 năm chung sống. Nhiều người cảm thấy nuối tiếc cho người đàn bà bất hạnh đã một lần nếm trải cảm giác đổ vỡ hôn nhân. Tai tiếng và bê bối bắt đầu đến với Lee Mi-suk khi cô vướng vào kiện tụng dai dẳng với công ty quản lý The Contents. Từ đây, những góc khuất phía sau nữ minh tinh hàng đầu dần đã hé mở nhiều chi tiết gây sốc. Mọi việc bắt đầu khi Lee Mi-suk chuyển qua hoạt động dưới trướng Hoya Entertainment vào tháng 1 năm 2009, trong khi hợp đồng với The Contents Entertainment còn thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2009. Phía The Contents sau đó đã kiện nữ diễn viên phá vỡ hợp đồng và bồi thường. Cả hai bên tranh cãi qua lại căng thẳng trong nhiều năm. Không dừng lại ở đó, The Contents còn tiết lộ quá khứ tình ái chẳng mấy tốt đẹp của nghệ sĩ gạo cội. Theo đó, công ty tố rằng trong khoảng thời gian là nghệ sĩ trực thuộc The Contents, doanh nghiệp này đã phải giải quyết rất nhiều rắc rối cho Lee Mi-suk. Đáng chú ý nhất là mối quan hệ tình ái của cô với một người đàn ông kém mình 17 tuổi. Hai người qua lại với nhau ngay khi Lee Mi-suk vẫn còn là phụ nữ có gia đình. Bồ trẻ của Lee Mi-suk thường xuyên đe dọa phía minh tinh này để trục lợi. Đứng trước những đe dọa của người đàn ông này, công ty đã phải dùng khoản tiền lớn bịt miệng, tránh lan truyền tin tức cho báo chí, giúp Lee Mi-suk vượt qua khó khăn. Mặc dù liên tục phủ nhận về cáo buộc, nhưng chính sự việc này đã khiến công ty mới của cô quyết định chấm dứt hợp đồng. Truyền thông thời điểm đó cho biết, nguyên nhân là vì có bằng chứng chứng tỏ chuyện ngoại tình của nữ diễn viên và phi công là có thật. Không lâu sau, Lee Mi-suk đối diện với những cáo buộc mới. Minh tinh này bị nghi có quan hệ với xã hội đen, từng có âm mưu thuê giang hồ để xử lý giám đốc The Contents vì lo sợ những sự thật tình ái đời tư bị công ty đem ra làm bằng chứng khống chế đe dọa mình. Năm 2013, cuộc chiến pháp lý ồn ào này tạm chấm dứt, Lee Mi-suk bị tòa án Seoul xử thua kiện. Tuy nhiên, cô luôn phủ nhận mọi cáo buộc mà công ty cũ công khai trước đó. Sau khi sự việc yên ắng, ngày 18 tháng 3 năm 2021, Lee Mi-suk lại bị Deep Bass tung bằng chứng cho thấy cô có liên quan đến sự ra đi của Chan Chae-yeon, cũng như biết nhiều sự thật trong vụ án này. Còn nhớ vụ việc Chan Chae-yeon ra đi vào ngày 7 tháng 3 năm 2009, để lại lá thư tuyệt mệnh, tố cáo rằng cô bị nhiều nhân vật máu mặt trong showbiz ép làm nô lệ quan hệ, đã khiến dư luận chấn động. Cuộc điều tra cũng như những tố cáo của cô đã kéo dài suốt 10 năm, nhưng chưa đưa ra kết quả cuối cùng. Vụ án được đào lại với nghi vấn cho rằng Lee Mi-suk đã lợi dụng bản cáo trạng của Chan Chae-yeon để uy hiếp công ty cũ hòng chiếm lợi thế trong cuộc tranh chấp. Sự việc khiến sao nữ phim Vườn Sao Băng quyết định tiêu cực không lâu sau đó, tuy nhiên với Lee Mi-suk lên tiếng phủ nhận và ngó lời những câu hỏi từ truyền thông. Theo Deep Bass, chính Lee Mi-suk là người đã dụ dỗ Chan Chae-yeon viết thư kể lại chuyện cô bị ép bức. Bức thư này sau đó được gọi là di thư của Chan Chae-yeon và là bằng chứng quan trọng của vụ án. Điều này khiến Lee Mi-suk bị nghi có liên quan đến sự ra đi của nữ nghệ sĩ quá cố. Sau thời gian im lặng, Lee Mi-suk chính thức lên tiếng và cho biết mình sẵn sàng hợp tác với cảnh sát và trả lời thẩm vấn để tìm ra sự thật về sự ra đi của Chan Chae-yeon. Đến ngày 4 tháng 4, trước những cáo buộc, nữ diễn viên Lee Mi-suk đã đưa ra một tuyên bố chính và tham gia thẩm vấn liên quan đến vụ án nữ diễn viên Vườn Sao Băng 10 năm trước. Lee Mi-suk hy vọng rằng cuộc tái điều tra vụ án của nữ diễn viên quá cố Chan Chae-yeon sẽ tiến triển thuận lợi để thanh danh của cô có thể được khôi phục. Nữ diễn viên đang mong chờ sự thật được tiết lộ một cách rõ ràng, đặc biệt là vì những nghi ngờ xung quanh vụ án đã kéo dài hơn 10 năm qua. Cho dù Lee Mi-suk kiên quyết bác bỏ tất cả những thông tin và cáo buộc được đưa ra, thế nhưng hình tượng của cô đã hoàn toàn vụn vỡ trong mắt khán giả.
Công chúng tẩy chay cho rằng chỉ riêng việc ngoại tình với trai trẻ đã đủ khiến Lee Mi-suk tan tành sự nghiệp, nói gì đến những cáo buộc chấn động khác. Người ta cho rằng Lee Mi-suk đóng rất đạt những vai mưu mô xảo quyệt, hóa ra vì ngoài đời cô còn đáng sợ hơn thế. Cho dù Lee Mi-suk vẫn cố gắng vớt vát bằng các vai phụ trong phim truyền hình, thì mọi thứ của cô coi như đã chấm hết. Không tình cảm khán giả, không hợp đồng quảng cáo, không được chồng cũ hay con cái ủng hộ. Mất tất cả chỉ vì ngoại tình, kiện tụng công ty cũ và nhiều góc khuất trong cuộc sống đời tư. Lee Mi-suk, từ biểu tượng hàng đầu của làng giải trí Hàn, nay không còn chỗ đứng và bị công chúng ghét bỏ.